bà Harris bất ngờ vượt lên ở bang Iowa. Theo cuộc thăm dò tại Iowa do tờ Des Moines Register kết hợp công ty Mediacom khảo sát và được công bố ngày 2 tháng 11, bà Harris đang dẫn trước ông Trump khi nhóm cử tri nữ có xu hướng nghiêng về đảng Dân Chủ. Cuộc thăm dò lấy ý kiến của 808 cử tri có khả năng đi bỏ phiếu và được tiến hành từ ngày 28 đến 31 tháng 10 cho thấy đường kim phó tổng thống Kamala Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 44% ở Iowa. Tờ báo đưa tin con số này nằm trong biên độ sai số 3,4 điểm phần trăm nhưng đánh dấu sự thay đổi so với tháng 9 khi ông Trump dẫn trước 4 điểm phần trăm. Tờ Des Moines Register cho biết cuộc thăm dò cho thấy phụ nữ, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc độc lập về mặt chính trị đang thúc đẩy sự thay đổi muộn màng và hướng tới bà Harris. Cụ thể, bà bỏ xa ông Trump 28 điểm phần trăm trong số cử tri nữ độc lập, 57% so với 29%. Ngược lại, Ứng viên của Đảng Cộng hòa dẫn trước 10 điểm phần trăm trong số cử tri nam độc lập, 47% so với 37%. Trong số những người từ 65 tuổi trở lên, bà Harris dẫn trước ông Trump 63% so với 28%. Iowa có xu hướng nghiêng về Đảng Cộng hòa sâu sắc trong những năm gần đây. Ông Trump đã giành chiến thắng tại Iowa trong hai chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây của mình. Tuy vậy, một cuộc khảo sát của Emerson College Polling và Real Clear Defense đối với số lượng cử tri tương tự vào ngày 1 và 2 tháng 11 tại Iowa lại có kết quả hoàn toàn khác. Trong đó, ông Trump dẫn trước bà Harris 10 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò này cũng có biên độ sai số là 3,4 điểm phần trăm. Cuộc khảo sát của Emerson College cho thấy cựu Tổng thống Trump dẫn trước đối thủ Harris với khoảng cách rất xa với nhóm cử tri nam giới và những cử tri độc lập. Trong khi đó, bà Harris thu hút được sự ủng hộ từ những người dưới 30 tuổi. Việc các cuộc thăm dò trước bầu cử cho ra kết quả trái ngược nhau là điều không hiếm ở Mỹ. Quy mô khảo sát tương đương nhau, nhưng thời gian tiến hành khác nhau tất nhiên cho ra kết quả khác. Chiến dịch tranh cử của ông Trump sau đó bác bỏ cuộc khảo sát của tờ Des Moines Register rằng bà Harris đang dẫn trước ở Iowa, cho rằng có sự không rõ ràng về tỷ lệ đảng phái trong số các cử tri được khảo sát. Theo The Guardian, chiến dịch của ông Trump đã công bố một báo cáo viết bởi một lãnh đạo bộ phận thăm dò dư luận và bộ phận phân tích dữ liệu trong đó nhận định kết quả thăm dò dư luận của Des Moines Register là ngoại lệ rõ ràng. Theo tờ The Hill, chiến dịch của ông Trump kế đó dẫn kết quả khảo sát của Emerson College Polling và Real Clear Defense khi truyền thông liên hệ. Iowa và New Hampshire là hai bang có kết quả bầu cử đầu tiên tại Mỹ, do đó đây là hai tâm điểm đánh giá kết quả bước đầu. Nhiều trường hợp, kết quả toàn quốc khác với kết quả tại hai bang này. Trong cuộc bầu cử năm 2024, Iowa thậm chí không được coi là bang chiến địa, nếu bà Harris chiến thắng tại Iowa, đây sẽ là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay. Phó tổng thống xuất hiện trong chương trình hài kịch. Ngày 2 tháng 11, ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris gây bất ngờ lớn khi xuất hiện trong chương trình Saturday Night Live, chương trình hài kịch nổi tiếng của đài NBC Mỹ, trực tiếp vào tối thứ bảy hàng tuần. Bà Harris bay tới New York ngay khi kết thúc cuộc vận động tranh cử tại Charlotte, Bắc Carolina cùng ngày. Tiểu phẩm lấy cảm hứng từ cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, phó tổng thống Mỹ vào vai hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Trong khi đó, nữ diễn viên đóng vai bà Harris là Maya Rudolph. Bối cảnh là phòng nghỉ phía sau trường quay, một sự kiện ở Philadelphia. Rudolph bước tới, ngồi vào bàn trang điểm và trầm ngâm, ước gì có thể nói chuyện với ai đó trong hoàn cảnh của mình. Ngay sau đó, bà Harris xuất hiện phía sau tấm gương trong tiếng pháo tay của khán giả. Bà Harris nói, tôi tới đây để nhắc nhở bạn rằng, bạn có thể làm được điều này, bạn có thể làm được điều mà đối thủ của bạn không thể làm, bạn có thể mở cửa. Lời thoại này được cho là có hàm ý châm chọc việc ông Trump chật vật mở cửa khi lên xe rác ở Wisconsin vào ngày 30 tháng 10. Hai bà Harris thật giả, sau đó thực hiện kiểu cười đặc trưng của Phó Tổng thống Mỹ, rồi đồng thanh Keep Kamala and Carry On Allah, chế lại câu khẩu hiệu nổi tiếng Keep Cam and Carry On, giữ bình tĩnh và tiếp tục. Kết thúc phân cảnh có bà Harris, hai người phụ nữ hô vang câu nói đặc trưng của chương trình. Trực tiếp từ New York, đây là Saturday Night. Ứng cử viên Đảng Dân chủ rời khỏi trường quay tại trung tâm Rockefeller New York ngay sau đó. Đây là một trong những hoạt động truyền thông cuối cùng của bà trước ngày bầu cử năm tháng 11. Chiến dịch tranh cử của ông Trump sau đó đã chỉ trích bà Harris vì tham gia chương trình hài kịch. Steven Chong, đại diện phát ngôn cho ông Trump, phát biểu với Fox News: "Bà Kamala Harris không có gì đáng kể để cung cấp cho người dân Mỹ, đó là lý do tại sao bà ấy sống trong tưởng tượng méo mó của mình." khi hóa trang cùng những người bạn trên Saturday Night cánh tả trong lúc chiến dịch của bà ấy lao dốc xuống vực thẳm. Trong 4 năm qua, các chính sách phá hoại của Kamala đã dẫn đến đau khổ và tổn thương không kể xiết cho tất cả người Mỹ. Bà ấy phá hoại và Tổng thống Trump sẽ sửa chữa. Chương trình Saturday Night Live phát sóng lần đầu vào tháng 10 năm 1975, các tiểu phẩm thường chế diễu văn hóa và chính trị đương đại của Mỹ. Mỗi tập thường có một khách mời nổi tiếng thực hiện màn hài mở đầu với cảnh kết là một người nào đó hô lên trực tiếp từ New York tối thứ Bảy. Nhiều chính trị gia Mỹ cũng từng tham gia chương trình Saturday Night Live, trong đó bà Hillary Clinton xuất hiện vào năm 2008 và 2016, ông Donald Trump vào năm 2015. Tuy nhiên, việc một ứng viên xuất hiện trong chương trình Saturday Night Live sát ngày bầu cử hiếm khi xảy ra. Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn cạnh tranh xít sao trước thêm bầu cử. Ngày 3 tháng 11, khảo sát bầu cử của New York Times và Đại học Siena, một trong những kết quả thăm dò dư luận uy tín nhất tại Mỹ, công bố kết quả thăm dò cuối cùng, những con số được công bố cho thấy vẫn còn quá sớm để chỉ ra đâu là người sẽ chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Kết quả thăm dò cho thấy bà Harris đang dẫn trước tại Nevada, North Carolina và Wisconsin, trong khi đó ông Trump đang chiếm ưu thế tại Arizona. Tại ba bang còn lại, Michigan, Georgia và Pennsylvania, mức chênh lệch giữa hai ứng viên là rất nhỏ. Tuy vậy, kết quả tại bảy bang đều nằm trong phạm vi sai số. Điều này có nghĩa không ứng viên nào nắm lợi thế chắc chắn ở bất kỳ bang nào. New York Times tự chỉ ra, trong cuộc đua xít sao như thế này, kể cả một sai sót mang tính hệ thống nhỏ trong thăm dò cũng có thể lật ngược kết quả về một phía. Tính đến ngày mùng 3 tháng 11, khoảng 70 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu, theo khảo sát của New York Times và Siena, bà Harris dẫn trước ông Trump 8 điểm phần trăm trong số các cử tri bỏ phiếu bầu sớm. Ở chiều ngược lại, ông Trump chiếm ưu thế trong nhóm các cử tri tuyên bố sẽ đi bầu. Một số dấu hiệu chỉ ra rằng các cử tri đưa ra quyết định muộn đang ngả về phía bà Harris. Trong số khoảng 8% cử tri cho biết họ mới quyết định phiếu bầu của mình, bà Harris dẫn trước 55% so với 44%. Tại bang Pennsylvania, nơi được đánh giá là bang quan trọng nhất trong cuộc bầu cử năm nay, ông Trump đang dần giành lại sự ủng hộ từ cử tri. Các kết quả thăm dò trước đây, ông đều bị bỏ xa tới 4 điểm phần trăm, giờ đây, tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên là bằng nhau. Tại North Carolina, quá nửa cử tri được hỏi cho biết đã bỏ phiếu sớm, trong số đó, bà Harris dẫn trước 8 điểm phần trăm, dù vẫn đang trong quá trình phục hồi sau siêu bão Hurricane, hơn 90% số người được hỏi cho biết cơn bão không ảnh hưởng gì đến khả năng đi bầu cử của họ. Bang duy nhất mà ông Trump dẫn trước trong nhóm các cử tri đã bỏ phiếu là Arizona, 46% số người được hỏi cho biết họ đã bỏ phiếu, ông Trump dẫn trước 50% so với 46%. Vấn đề cử tri ưu tiên trong những ngày cuối cùng trước bầu cử cũng có sự thay đổi, kinh tế vẫn là chủ đề được quan tâm nhất, tuy nhiên, tại một số bang như Wisconsin, nơi bà Harris đang chiếm ưu thế, quyền phá thai đã được quan tâm ở mức độ tương đương. Tại Arizona, nơi ông Trump dẫn trước, tầm quan trọng của vấn đề nhập cư cũng đang gia tăng trong mắt các cử tri. Dakota Paris, 31 tuổi, người đang làm cho một công ty bảo hiểm, cho biết anh ủng hộ ông Trump vì tin rằng nước Mỹ sẽ thịnh vượng hơn nếu ông là tổng thống. Trong khi đó, William Renfro, sinh viên ngành điện tại Las Vegas, cho biết anh là người đề cao chủ nghĩa tự do cá nhân. Anh cho biết bản thân bầu cho bà Kamala Harris vì không thích cách ông Trump tuyên truyền sai lệch về việc người nhập cư gốc Haiti tại bang Ohio ăn thịt chó mèo cũng như xuất hiện cùng nhà vận động cực hữu Laura Loomer. Kết quả thăm dò cho thấy ông Trump vẫn nắm chắc liên minh, đã ủng hộ ông trong hai cuộc bầu cử vừa qua. Các cử tri nam giới và cử tri da trắng không có bằng đại học. Ông cũng đã có thêm sự ủng hộ từ những cử tri trẻ, da màu và cử tri lần đầu đi bỏ phiếu. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông tại Arizona và Michigan, hai bang ông thất bại năm 2020, đang có xu hướng tăng. Trong khi đó, bà Harris đang thể hiện kém hơn ông Biden đối với các nhóm cử tri trẻ, da đen, đặc biệt là phụ nữ da đen, cũng như cử tri gốc Latin, Tuy nhiên, bà vẫn làm tốt hơn so với màn thể hiện của ông Biden khi ông rời cuộc đua hồi tháng 7. Sự chênh lệch trong quan điểm của cử tri nam và cử tri nữ cũng thể hiện rõ ở cả bảy bang. Bà Harris được phụ nữ ủng hộ, trong khi ông Trump thu hút nam giới hơn. Đối với các cử tri nữ và cử tri trẻ, quyền phá thai thậm chí đã vượt qua kinh tế để trở thành yếu tố quan trọng nhất trong quyết định của họ. Bên cạnh cuộc đua vào chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng, cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Trong cả ba bang chiến địa phía bắc, ưu thế của Đảng Dân chủ đều đã bị thu hẹp trong những ngày cuối cùng trước bầu cử. Tại Pennsylvania, thượng nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm Bob Casey chỉ còn dẫn trước đối thủ 5 điểm phần trăm so với 9 điểm hồi tháng 9. Tại Wisconsin, tỷ lệ dẫn trước của thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Baldwin cũng giảm từ 8 xuống 4 điểm phần trăm. Tại Michigan, hai ứng viên Dân chủ và Đảng Cộng hòa đang ở thế hòa. Trái lại, ở các bang miền Nam và Tây Nam như Arizona và Nevada, các ứng cử viên đảng Dân Chủ duy trì vị thế dẫn trước an toàn hơn. Tất cả các ứng viên Dân Chủ chạy đua vào Thượng viện năm nay đều có màn thể hiện tốt hơn bà Harris, cho thấy một số cử tri đang chia đôi phiếu, bầu cho ông Trump cho vị trí Tổng thống, nhưng lựa chọn ứng viên Dân Chủ để bầu vào Thượng viện. Bà Georgia Mikola von Firstenrich, một cử tri Cộng hòa tại Phoenix, Arizona, cho biết bà bầu cho ông Trump và ứng viên Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ruben Calejo do bà không thích ứng cử viên Cộng hòa Carrie Lake. Bà Firstenrich nói, Ruben Callejo đã phục vụ đất nước trong lực lượng thủy quân lục chiến. Ông ấy có thể không đúng cho mọi hành động, nhưng tôi tin tưởng đặt cuộc đời mình vào ông ấy hơn là ứng cử viên Carrie Lake. Đảng Dân Chủ hiện đang giữ ưu thế 51 ghế tại Thượng viện, tuy nhiên họ được dự báo sẽ mất một ghế tại West Virginia khi Thượng nghị sĩ đương nhiệm Joe Mersin nghỉ hưu. Để giữ ưu thế tại Thượng viện, họ phải giành thắng lợi tại cả năm bang kể trên, cũng như tại Ohio và Montana, nơi Thượng nghị sĩ Dân Chủ John Tester bị tụt lại phía sau.